sát thủ Ukraine bỏ mạng ở Kursk. Nga tiến như vũ bão, gây thương vong cho Ukraine. Nga thả gần 70 quả bom, dồn hỏa lực vào Kursk. Nga bất ngờ vượt sông đánh chiếm Zhytomyr. IDF tiêu diệt người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trên kênh YouTube Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV News, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã tấn công các khu tập trung quân và vũ khí, trang bị của Ukraine ở 131 vị trí, đồng thời tiếp tục đánh bại quân Ukraine đang cố tiến vào tỉnh Kursk. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 142 UAV của quân đội Ukraine. Quân đội Nga đã tấn công một số xưởng sản xuất UAV và các bãi phóng của quân đội Ukraine ở khu vực tỉnh Sumy và Kharkov. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tình hình trên tiền tuyến vẫn đang giao tranh ác liệt, đặc biệt là ở các hướng Kursk, Chasovya, Pokrovsk và Kulakhovo là những nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Nga. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn tấn công một sân bay quân sự ở vùng Lizbet của Nga và một nhà máy ở Dzerzhinskiy, vùng Nizhny Novgorod của Nga, nơi chủ yếu sản xuất đạn pháo, bom bay. Theo trang tin Deep State, liên kết với Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Lữ đoàn Charger độc lập số 68 của quân đội Ukraine thông báo rằng, người điều khiển UAV hàng đầu của lữ đoàn cũng là của quân đội Ukraine, Junior Sergeant Viktor Stemark, bí danh Sapa, đã thiệt mạng trên hướng mặt trận Pokrovsk vào ngày 18 tháng 10, khi mới tròn 29 tuổi. Lữ đoàn Charger độc lập số 68 cho biết trong một tuyên bố rằng, Sapa đã tham gia chiến đấu kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Anh ấy khởi đầu là một lính bộ binh và sau đó bắt đầu sử dụng UAV và là một trong những người sáng lập đơn vị UAV Dobrus Hornet 1. Sapa trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực này và đã góp công đào tạo nhiều phi công UAV khác. Sapa thu hút sự chú ý của công chúng vào tháng 8 năm 2023 khi lữ đoàn Chaser độc lập số 86 của Anh đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công của Nga từ vùng Luhansk trên tuyến phòng thủ Kubiansk-Liman. Chính quyền địa phương Nga cho biết, UAV của Ukraine tấn công 4 nhà máy ở các tỉnh Tula, Tambov và Voronezh tại Nga vào đêm ngày 22 tháng 10, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hệ thống phòng không đã tiêu diệt 11 UAV Ukraine tại tỉnh Bryansk, 3 UAV tại tỉnh Belgorod, 2 chiếc tại tỉnh Kursk và 1 chiếc tại tỉnh Oryol. Tỉnh trưởng tỉnh Tambov, Nga Maxim Egorov cho biết rằng, một UAV Ukraine đã tấn công nhà máy trưng cất Biokhim ở thị trấn Raskazovo, tỉnh này. Theo trang web của Biokhim, nhà máy sản xuất các sản phẩm có tầm quan trọng chiến lược đối với nhà nước Nga, đặc biệt là ethanol, một dung môi được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm, bao gồm thuốc nổ. Tỉnh trưởng tỉnh Tula, ông Dmitry Mileev cho biết rằng, hai nhà máy trưng cất tại các khu định cư Efremov và Luskovsky ở Tula đã bị không kích trong đêm. Tỉnh trưởng tỉnh Voronezh, ông Alexander Gusev nói rằng, Ukraine đã triển khai một cuộc tấn công bằng UAV, gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ tại một cơ sở công nghiệp tại địa phương. Hiện không có báo cáo thương vong. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía Tây của Nga trong ngày qua đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Novosadovoye ở Donetsk và gây thương vong cho hơn 470 binh sĩ Ukraine trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Ngoài ra, nhóm tác chiến phía Tây còn phá hủy 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 6 phương tiện cơ giới quân sự, một bệ phóng tên lửa đất đối không Strela-10, một khẩu lựu pháo D-20, một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, 3 kho đạn dược dã chiến của quân đội Ukraine tại khu vực họ chịu trách nhiệm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga trong ngày qua tấn công 2 lữ đoàn Ukraine và gây thương vong cho quân Kiev khoảng 80 binh sĩ trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga trong ngày qua đẩy lùi 2 cuộc phản công của quân đội Ukraine và gây thương vong khoảng 900 binh sĩ Kiev trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến trung tâm của Nga tấn công 4 lữ đoàn quân đội Ukraine và gây thương vong cho khoảng 430 binh sĩ đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm trong ngày qua. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine mới đây cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích vào tỉnh Kursk, thả 68 quả bom trên không và bắn 260 quả pháo. Theo cơ quan này, tình hình ở mặt trận rất khó khăn.
Nga đã tận dụng ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, liên tục tấn công các vị trí của quân đội Ukraine. Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công. Trong một diễn biến mới, không quân Ukraine báo cáo, Nga đã phóng gần 60 máy bay không người lái từ Kursk, Yask và Prismovsko Astas vào Ukraine. Theo đó, lực lượng không quân, lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Báo cáo ban đầu cho biết, 42 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ tại Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Donetsk, Zaporizhia, Kiev, Kherson và Kharkiv. Ngoài ra, 10 máy bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar, một chiếc hướng về Belarus, 3 chiếc trở về lãnh thổ Nga và một chiếc vẫn ở trong không phận Ukraine. Kênh Rirovka cho biết, lực lượng Moscow đã đánh lừa bộ chỉ huy của Ukraine bằng cách vượt sông Vostia và đánh chiếm Zhoryane, áp sát thành phố Kurakhovka trên hướng Kurakhov. Bộ chỉ huy Ukraine đã xem xét bản đồ hành động của đối phương trong một thời gian dài và tin tưởng vào phương án phòng thủ đã có ở hướng Kurakhovka. Tuy nhiên, tính toán không phải lúc nào cũng đúng. Họ đã bị bất ngờ khi quân Nga vượt sông, nhanh chóng kiểm soát thành công Zhoryane. Nhờ trinh sát thành công và hành động nhanh như chớp của lữ đoàn 110, một phần của nhóm quân Nga ở Kurakhov đã vượt qua sông Vostia và giành toàn quyền kiểm soát ngôi làng Zhoryane. Sự sụp đổ của lực lượng Kiev theo hướng này chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội Nga ưa thích một lựa chọn sáng tạo và khôn ngoan hơn với mục đích đơn giản là tạo ra một vạc dầu ở khu vực thành phố Goryak bằng bất cứ giá nào. Việc chiếm được làng Zhoryane cạnh Kurakhovka là một trong những động thái để khép chặt vòng vây. Theo kênh Riba ở Kursk, đụng độ vẫn tiếp diễn ở một số khu vực mà đội hình Kiev đang cố gắng trụ lại trong lãnh thổ Nga. Ở quận Gluskovo, không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong ngày qua, với giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận làng Novibut. Quân đội Nga đang dọn sạch lãnh thổ đã được kiểm soát trước đó, đẩy đội hình Kiev về phía nam, hướng tới Sumy nằm bên kia biên giới. Lực lượng Moscow tiếp tục nổ súng vào các vị trí của AFU trong lãnh thổ đối phương. Tại Barovka, một nhóm bộ binh Ukraine đã bị máy bay không người lái Nga tấn công. Tại quận Korenevo, lực lượng Kiev bị bao vây một phần ở khu vực Tostilak, đang cố gắng đột phá dọc theo tuyến Zeleny-Skiyak-Nizhin-Klin. Trong khi đó, ở phía bắc, AFU đột phá bằng xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley vào Novoy Vanovka và phát triển dọc phố trung tâm. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc sử dụng những vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất ở Kursk. Theo kênh SGS, lực lượng Kiev đã tung lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 mạnh nhất, được trang bị xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley vào tham chiến ở Novoy Vanovka để phá vỡ vòng vây của Nga trong mũi nhọn phía bắc, mở đường máu cho các đơn vị bạn rút lui. Ở quận Sudha, cảnh quay từ trạm kiểm soát mục tiêu đã cho phép làm rõ cấu hình của tiền tuyến gần Cherskaskoye Borenchonoe, nơi một cuộc tấn công bằng UAV đã được thực hiện vào vị trí AFU. Trong trung tâm thành phố hiện do Kiev chiếm giữ, UAV Nga đã tấn công một đội pháo binh đối phương ở Zazulevka và UAV Inokhodes đã tấn công vị trí của hệ thống tác chiến điện tử Nota được ngụy trang trong vành đai rừng ở ngoài ô Zalesanka. Ngoài ra, tại khu vực làng Komakov, quân nhân của lữ đoàn đổ bộ đường không số 11 quân đội Nga đã phá hủy một robot đối phương đang chạy trên con đường dẫn đến Manovka. Đài RT vừa qua cho biết, quân đội Ukraine mới đây đã thừa nhận tình trạng thiếu hụt nhân lực trên tiền tuyến trong cuộc phỏng vấn với báo El País của Tây Ban Nha. Vấn đề chính là con người, không phải vũ khí. Không ai muốn tham gia quân đội, các lữ đoàn đang không thể xoay vòng lực lượng. Chúng tôi sắp không còn lực lượng để chiến đấu. Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Các sĩ quan Ukraine được El País phỏng vấn cũng trả lời tương tự. Tại sao chúng tôi rút lui? Bởi chúng tôi đã kiệt sức và không còn người để luân chuyển, một binh lính nói. Theo các phóng viên của El País, Nga đang có những bước tiến đáng kể theo hướng Kurakhovo, vùng Donetsk, và lực lượng Ukraine tại đây sẽ sớm phải rút lui để tránh bị cô lập. Tình trạng này cũng xảy ra tại nhiều mặt trận khác. Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine chỉ muốn nhận lời mời gia nhập NATO trong phạm vi biên giới năm 1991, đồng thời từ chối tư cách thành viên để đổi lấy lãnh thổ có lợi cho Nga. Theo ông, NATO mời tham gia liên minh độc quyền trong các biên giới được quốc tế công nhận, đó là biên giới năm 1991 của Ukraine. Đây là điều có nguyên tắc. Ông nói thêm, các đối tác phương Tây có thể suy nghĩ nghiêm túc về việc kết nạp Ukraine vào liên minh bên ngoài biên giới năm 1991. Nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây không trực tiếp thảo luận vấn đề này, mà ám chỉ thông qua các phương tiện truyền thông của châu Âu và Mỹ. Theo CNN,
lực lượng phòng vệ Israel đã xác nhận tiêu diệt Syed Hashem Safieddine, người được cho là lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah sau thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Trong chiến dịch không kích ở Beirut ngày 4 tháng 10, quân đội Israel đã bắn hạ Safieddine cùng với người phụ trách tình báo của Hezbollah, Hussein Ali Hazima, phía IDF cho biết. Truyền thông Israel tiết lộ Safieddine bị tiêu diệt khi IDF không kích một căn cứ tình báo ngầm của Hezbollah ở ngoại ô Beirut. Vào thời điểm vụ tập kích xảy ra, có khoảng 25 thành viên cấp cao của Hezbollah có mặt ở cơ sở này. Phía Hezbollah hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Hashem Safieddine là em họ của thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Nhân vật này bị Mỹ và Ả Rập Xê Út liệt vào danh sách khủng bố từ năm 2017. Theo Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này không kích một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Rawan, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Hezbollah. Các thành viên của lữ đoàn lính dù số 55 đã phát hiện ra hai tay súng của lực lượng Rawan trong một tòa nhà ở miền nam Lebanon bằng UAV trinh sát. Ngay sau khi xác định mục tiêu, máy bay không quân của Israel đã đánh sập cơ sở này, phía IDF cho biết. Trong vòng 24 giờ qua, IDF cũng tiếp tục không kích hàng loạt cứ điểm của Hezbollah ở Lebanon, bao gồm một căn cứ hải quân ở gần thủ đô Beirut. Căn cứ này được Hezbollah dùng để cất giữ xuồng cao tốc và huấn luyện chiến đấu trên biển. Theo truyền thông Israel, IDF đã ban hành cảnh báo sơ tán cho dân thường trước khi không kích. Hezbollah nhận trách nhiệm phóng UAV vào nhà riêng của Thủ tướng Israel ở Kasera cuối tuần trước. Tel Aviv xác nhận đòn tấn công đã khiến căn nhà hư hại. Chúng tôi là bên duy nhất chịu trách nhiệm hoàn toàn trong chiến dịch Kasera nhằm vào ông Netanyahu. Phát ngôn viên Hezbollah Mohammed Afid nói trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 10, đề cập tới vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó 3 ngày. Cơ quan an ninh Israel ngày 22 tháng 10 xác nhận UAV đã đánh trúng nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu. Ảnh được công bố cùng ngày cho thấy hư hại bên ngoài ngôi nhà, một số cây bị đốn ngã. Giới chức Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu và phu nhân không có mặt tại nhà riêng vào thời điểm UAV lao trúng, không có thương vong trong vụ tập kích. Đây là lần đầu tiên một mục tiêu liên quan trực tiếp đến ông Netanyahu bị đánh trúng kể từ khi xung đột nổ ra. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết UAV nói trên là một trong 3 máy bay phóng từ Lebanon trong ngày 19 tháng 10, hai chiếc còn lại đã bị bắn hạ. IDF đang điều tra nghi vấn hệ thống cảnh báo của Israel gặp sự cố và phòng không để lọt mục tiêu. Ông Netanyahu cáo buộc Hezbollah âm mưu ám sát ông và phu nhân. Thủ tướng Israel khẳng định vụ tấn công sẽ không ngăn ông tiếp tục chiến dịch và cảnh báo bất cứ ai làm hại công dân nước này sẽ phải trả giá đắt. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo về tình hình chiến trường cho biết các hành động phản công của quân đội Nga ở khu vực Kursk vẫn đang được đẩy mạnh. Cụm quân phía Bắc tiếp tục các hoạt động phản công. 10 lữ đoàn Ukraine đã bị đánh bại trong các khu vực các dân cư Dralino, Lubimovka, Malaya, Lobnia, Novibut, Tostilak và Plekhovo. Quân Ukraine tại Kursk nhận thấy họ đang ở trong một cái vạc ở vùng ngập lũ, có nhiều cây cối rậm rạp của sông Snagos và họ đang cố gắng di chuyển về phía nam tới Dralino, dọc theo con đường vượt sông duy nhất, nhưng lại bị quân Nga phục kích. Nhiều lính Ukraine đã phải ra đầu hàng quân Nga ở Kursk. Tuy nhiên, vụ 9 phi công điều khiển máy bay không người lái ở mặt trận Kursk đã trở thành đề tài bàn tán của truyền thông và dư luận Ukraine trong những ngày qua. Trong khi truyền thông Ukraine và phương Tây cho rằng, lính Nga đã phạm tội ác chiến tranh khi bắn tù binh. Theo một người lính Ukraine cho biết, một phân đội rất nhỏ của Nga có thể là một nhóm biệt kích, đã nhanh chóng đột phá vào vị trí trung tâm điều khiển máy bay không người lái của quân Ukraine nằm trong vành đai rừng ở làng Zelenskyy ở khu vực Kursk của Nga bị quân Ukraine chiếm đóng. Trang Telegram cá nhân có tên bắn tỉa của một người lính Ukraine cho biết, mũi đột kích của quân Nga diễn ra nhanh đến mức các phi công điều khiển UAV của Ukraine không có thời gian để rút lui và buộc phải lao vào cuộc cận chiến. Các phi công điều khiển UAV của Ukraine bị quân Nga bao vây, nhưng họ đã không đầu hàng mà hy sinh trong chiến đấu. Theo điều lệnh chiến đấu của quân đội Ukraine, một trung tâm điều khiển UAV cơ động như vậy trong khu vực chiến đấu sẽ được bảo vệ bởi một trung đội lực lượng đặc biệt và súng cối. Nhưng xét theo sự vắng mặt của những đơn vị này thì lực lượng yểm trợ đã phải trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc rất có thể họ đã bị tiêu diệt từ trước. Một điều đáng chú ý là những phi công điều khiển UAV chiến đấu của quân đội Ukraine có quyền truy cập vào mạng tình báo của NATO để định vị các mục tiêu bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS quân sự và để lấy thông tin về vị trí của các đơn vị Nga. Để có thể truy cập vào mạng tình báo NATO, những phi công điều khiển UAV của Ukraine có mã truy cập riêng.
Theo một phi công điều khiển UAV với điều kiện giấu tên cho biết, những chìa khóa này rất nhỏ, chỉ rộng vài mm vuông và chúng được khâu vào các nếp gấp của đồng phục. Nói tóm lại, chúng không thể được phát hiện bằng cách chạm vào mà cần có thiết bị đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại tỉnh Kursk, lực lượng nước này ngăn chặn nhiều cuộc phản công cũng như tấn công vào các cứ điểm của Ukraine tại khu định cư Komakov, Nizhiklin, Novoivanovka, Novibut, Plekhovo, Cherskaya Konopeka và Cherskaya Perochnoe. Hậu quả là Ukraine mất hơn 260 quân, 16 xe bọc thép, 6 khẩu pháo, 4 xe cơ giới và 2 trạm tác chiến điện tử. Cạnh đó, bộ này cũng cho biết quân Nga tấn công các địa điểm năng lượng, sân bay quân sự và xưởng sản xuất UAV của Ukraine trong ngày 21 tháng 10, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tình hình hoạt động của các nhóm tác chiến, trong đó nhóm tác chiến phía Tây, nhóm tác chiến trung tâm và nhóm tác chiến phía Nam đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine nhất. Nhóm tác chiến phía Nam ngăn chặn được các cuộc phản công của Ukraine cũng như tấn công, gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư như Serebrianka, Serevs, Ivano-Darkevka, Minkovka, Stubokshi, Brektekhino và Kurakhovo ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là 720 lính Ukraine thương vong, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất và 1 pháo lựu FH-70 do Anh sản xuất bị phá hủy. Nhóm chiến đấu trung tâm gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Tzhezhkin, Shchepinovka, Nikolayevka, Selidovo, Tsukurino và Kurakhovka tại tỉnh Donetsk. Những cuộc giao tranh này khiến 430 lính Ukraine thương vong cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị quân sự bị phá hủy. Nhóm chiến đấu phía Tây đã giành được những vị trí thuận lợi hơn và gây thiệt hại cho quân Nga gần các khu định cư Petropavlovka, Kubiansk, Novosinovo, Krakyakovka và Novoblatovka ở tỉnh Kharkiv, Nadia ở tỉnh Luhansk và Toske ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất 350 lính cùng một số phương tiện và hệ thống pháo. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một chiến xa Stryker thuộc biên chế quân đội Ukraine đã bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của nước này phá hủy tại tỉnh Kharkiv. Hãng tin RT dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết rằng, các đơn vị trinh sát thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga đã phát hiện chiến xa Stryker Ukraine đang di chuyển qua một khu vực rừng rậm ở tỉnh Kharkiv. Sau đó, các binh sĩ Nga sử dụng FPV mang thuốc nổ để phá hủy cỗ khí tài trên. Đòn tập kích trực tiếp từ FPV khiến cho cỗ xe Stryker do Mỹ sản xuất bị phá hủy. Việc khí tài trên bị phá hủy đã được xác nhận thông qua phương pháp trực quan, thông cáo viết. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về video trên. Theo số liệu từ trang web phân tích phòng thủ tình báo của Hà Lan, Ukraine kể từ năm 2022 tới nay đã nhận được ít nhất 189 cỗ xe Stryker từ các quốc gia phương Tây. Trong quá trình chiến đấu, các lực lượng vũ trang Kiev đã tổn thất khoảng 24 chiếc. Theo Defense Blog, một đoạn video đã ghi lại được khoảnh khắc pháo 30mm trên trực thăng Mi-24 của Ukraine bắn loạt đạn đánh chặn UAV Nga. Sau đó, UAV Shahed-136 đã bốc cháy trên không trước khi lao xuống mặt đất. Nga thường sử dụng UAV Shahed-136 hay còn gọi là Garand 2 để tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự của Ukraine. Ngoài việc triển khai hệ thống phòng không trên mặt đất, Ukraine hiện còn sử dụng các nền tảng vũ khí trên không như Mi-24 để tiêu diệt UAV cảm tử của Nga. Trong khi đó, trực thăng Mi-24 Hind được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi đã chứng minh được tính linh hoạt trong quá trình chiến đấu. Với tốc độ lên tới 335 km/h cùng độ bền và hỏa lực, Hind là một tài sản đáng gờm trong vai trò hỗ trợ trên không tầm gần và chống tăng của Ukraine. Việc bổ sung khả năng đánh chặn UAV cho trực thăng Mi-24 giúp quân đội Ukraine có thêm phương án đối phó với đàn UAV Shahed-136, vốn gây ra nhiều thiệt hại lớn cho phía Kiev trong quá trình giao tranh với Nga. Cùng thời điểm này, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng hệ thống phòng không Shrela-10 để bắn hạ UAV Orion của Nga. Chiến dịch đánh chặn được lữ đoàn đường không số 80 thực hiện ở vùng Kursk. Việc bắn hạ loại UAV như Orion là rất quan trọng. Phương tiện này không chỉ có khả năng do thám đáng gờm mà còn được trang bị 4 tên lửa đất đối không, đại diện lữ đoàn số 80 cho biết. Trong đoạn video, đòn tấn công chính xác của hệ thống Shrela-10 đã bắn rơi UAV của Nga khi phương tiện này bay qua một cánh đồng. Binh lính Ukraine sau đó đã tiếp cận và xem xét các mảnh vỡ của UAV Orion. Orion hiện là một trong những loại UAV tầm trung tiên tiến nhất của Nga. Máy bay này dài 8m, sải cánh dài 16m, cao 3m, trọng lượng cất cánh tối đa đạt 1,15 tấn.
Tốc độ bay ở chế độ thường và bay nhanh lần lượt là 120 km/h và 200 km/h. Tầm hoạt động đạt hơn 250 km, với trần bay cao nhất có thể đạt 7.500 m. Vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không nên lo ngại, theo hãng thông tấn TASS. Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi, là đối tác của chúng tôi và chúng tôi đang phát triển quan hệ trong mọi lĩnh vực. Đây là quyền chủ quyền của chúng tôi, ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nên làm ai lo lắng vì sự hợp tác này không nhằm vào các nước thứ ba. Phát ngôn của ông Peskov được đưa ra sau khi Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga tại Hàn Quốc để phản đối thông tin binh sĩ Triều Tiên sang Nga tham chiến tại cuộc xung đột ở Ukraine. Các chiến binh cánh quân miền Nam của Nga trích từ thông tin nghe lén các cuộc liên lạc cho hay, lính đánh thuê Mỹ Latin mà Ukraine triển khai để bảo vệ Chasovia đang yêu cầu sơ tán. Người lính Nga cho biết, đây là nhóm lính đánh thuê nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi nghe lén và nghe được rất nhiều yêu cầu sơ tán của họ, được biết rằng trong số họ có những người bị thương, binh sĩ Nga nói. Các binh sĩ cánh quân miền Nam trước đây đã cung cấp các đoạn ghi âm nghe lén các cuộc trò chuyện giữa lính đánh thuê từ Colombia. Những loại pháo, lựu đạn, súng cối khó chịu này không ngừng nghỉ. Cả đêm tôi cũng không ngủ được, tôi có cảm giác như muốn xé nó ra, tiếng một lính đánh thuê nói trong đoạn hội thoại bị nghe lén. Trong chuyến thăm Kiev hôm 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố khoản viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Đây là chuyến thăm Kiev thứ tư của Bộ trưởng Austin và có thể là chuyến thăm cuối cùng của ông trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Biden. Chuyến thăm lần này tập trung vào các nỗ lực của Mỹ nhằm giúp Kiev củng cố khả năng phòng thủ. Đồng minh Ukraine không thể cung cấp thiết bị và vũ khí cho Kiev và những đồn đoán về sự sụp đổ của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga hóa ra chỉ là dối trá. Đánh giá trên của bà Mara Kalin, giáo sư tại Đại học Johns Hopkins của Mỹ, từng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chiến lược, kế hoạch và năng lượng từ năm 2021 đến năm 2023. Ở hàng chục quốc gia ủng hộ Ukraine, ngành công nghiệp quốc phòng không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Đồng thời, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã lấy lại được sức mạnh. Rõ ràng là những đồn đoán về sự sụp đổ đã bị phóng đại quá mức, bà Kalin cho biết. Theo ước tính của bà, kết quả của các cuộc xung đột hiện đại sẽ được quyết định bởi khả năng của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của các bên tham chiến. Mới đây, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Kasles Wallander lưu ý, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang chứng tỏ tốc độ sản xuất cao. Nền kinh tế Nga chưa sụp đổ và ngành công nghiệp quốc phòng lại tiếp tục sản xuất, có thể không bằng mức độ của Liên Xô, nhưng chắc chắn đủ để hỗ trợ khôi phục khả năng của Nga trên chiến trường châu Âu, bà Wallander nói, đồng thời cho rằng quân đội Nga đang học hỏi và thích nghi với tình hình đang phát triển ở Ukraine. Lữ đoàn Ukraine công bố video xe tăng Abrams liên tục nã pháo tại một ngôi làng trong lần đầu tham chiến ở tỉnh Kursk của Nga. Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 Ukraine công bố ngày 21 tháng 10 cho thấy, xe tăng chủ lực M1A1SA Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley nã pháo vào hàng loạt căn nhà ở một ngôi làng của tỉnh Kursk của Nga. Chưa rõ mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thiết giáp Ukraine hứng hỏa lực trả đũa của Nga. Đây là lần đầu tiên xe tăng Abrams xuất hiện tại tỉnh Kursk kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch tấn công vào đất Nga hồi đầu tháng 8. Trang tin Rusvena cho biết, trận đánh diễn ra ở làng Novoy Vanovka, nơi xe tăng Nga từng hạ thiết giáp M2 Bradley của lữ đoàn 47. Quân đội Ukraine phải gấp rút điều động xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley từ mặt trận Pokrovsk của tỉnh Donetsk đến Kursk, trang tin Nga cho hay. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Kể từ khi mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, Ukraine đã điều hàng loạt xe tăng chủ lực Challenger 2 và Leopard 2 hiện đại nhất tới mặt trận này. Lực lượng Nga phá hủy một số chiếc Leopard 2, trong khi ít nhất một xe tăng Challenger 2 đã bị tập kích và nổ bay tháp pháo. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.